Dạ, hôm nay không thấy đại đức tự nhận thấy để đại đức tính tiền phong kệ trước câu Phật cú số 80. Ý cả Namayanti Tathagata Atanandamayanti Pandita. Sukara namayanti te chanang darum namayanti attanang damayanti pandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Phổ thơ của Hòa Thượng. À, chưa chưa. Người thợ mộc uống gỗ, bậc trí tự thân. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đào nương dẫn nước, khéo ta áo thay, mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền. Gỗ bên thợ mộc đẽo liền, khiển tà thành chánh trình nhiếp tâm. Ồ, đã canh hi nhanh tin ra Usukara nam năng đà rum nam cha ca a năng đa ma yan ti ba di ti ban di ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đào nương dẫn nước khéo thay, mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền. Gỗ vê liền, khiển tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Dạ, phổ thơ Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kệ xong. Dạ, kính mời Xích Rạng Đông. Dạ, thấy tín hiệu của Xích Rạng Đông. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cô nữ tự nhiên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Xin Pháp cú số 80. U ca can na ya u su ca ra nam ma yang ti te cha năng đà rum nam ma yang ti tat cha ca a ta năng nam ma yang ti pang đi ta u đa can hi na yang ti net ti ca u su ca ra nam ma yang ti te cha năng đà rum Namayang ti tat cha ka a ta
Dhamma dhyang ti bằng li ta. Uda cần hi nai net ti ca. Usukara nama dhyang ti te. Karum nama dhyang ti tak chaka. Atta năng Dhamma dhyang ti bằng li ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, trí nhiếp tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uda cành hi na dặn ti na ti ca, u su ca ra nam ma dặn ti tê cha nặng, đà rùm nam ma dặn ti tắc cha ca, a ta nặng ca. Mati pandita Uda kanhi na yika sukara nama yang ti te chanang darum nama yang ti ta chaka atanang nama yang ti pandita đạo nước khéo. Mũi tên công dậy uống ngay chẳng phiền, gỗ dên thợ mộc đẽo liền, khiển tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, kính chào chị Xuân Mai, sư Qua Nguyện, sư Tâm Quý. Dạ, kính mời Huynh Pháp Thanh Á. Dạ, xa thưa lành thầy Xích Tạng Đông. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Ca Giá. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào cô tu nữ Tề Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 80. Dạ, kính cảm ơn cô Tề Duyên Xích Tạng Đông. U đa căn hi yan ti ne ti ca Usukara namayanti te chanang Darun namayanti takchaka Attanang damayanti pandita Udakanhi nayinetika Usukara namayanti te chanang Darun namayanti takchaka Attanang damayanti pandita Udakanhi nayanti netika Usukara namayanti te chanang Darun namayanti takchaka Attanang damayanti pandita Adakanhi nayanti netika Usukara namayanti te chanang Darun namayanti takchaka Attanang damayanti pandita. Người chỉ thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Bản dịch của Ngài. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên cong vậy uốn ngay chẳng phiền, gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con xin đặt xuống mic. Dạ, kính mời Sít Tà Sương Mai tiếp theo. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quát Thanh Á. Con Sương Mai, Nam mô Bố Tham Mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 80. U đá can hí na dành tí nét tí ca u su ca ra na ma dành tí tê năng đà rùm ma na dành tí tắc chắc ca át ta năng đá ma dành tí bàn đi ca
Uda can hi na yan ti net tika Uskara nama yan ti te chanang Darum nama yan ti tak chak ka Atanang dama yan ti bandika Uda can hi na yan ti net tika Uskara mana yan ti te chanang Darumana yanti takcaka Atanang dama yanti bandika Ukadan himna yanti netika Usukarama yanti tetika Darumana yanti takcaka Atanang dama yanti bandika Udakan hinayan tinetika Usukara mana yanti te janang Darum mana yanti tatyaka Asanang dama yanti bandika Người trị thủy dẫn nước làm tên nắng tên Người thợ mộc uống hiếp Bản chuyển ngữ Hòa Thượng Minh Châu Đào mương dẫn nước khéo thai Bụi tên câm vải uống ngay chẳng phiền, gò vên, gỗ vên, thợ mộc dẻo đẻo liền, khiến tà thành chánh tứ hiền nhiếp tâm. Bản phổ thơ Hòa Thượng với Đức Giảnh mời vị nào lên đọc nha. Và còn rất nhiều quý vị chưa, kính mời Châu Phan, kính mời quý vị nào lên đọc nha, bây giờ còn giờ nhiều lắm. Dạ, kính cảm ơn Sít Dạ, Sít Sơ Mai đấy, đúng còn tới 10 phút nữa mới hết giờ để kể kinh. Nhưng mà trong room mà chưa thấy, không thấy vị nào giơ tay. Các nhiều vị vào trong room lâu năm rồi mà không thấy giơ tay lên kể nữa, không biết hả? Hôm nay chưa thấy Đại Đức Huy Niệm là người vị sư giảng, hôm nay cũng chưa thấy vào room. Nên Vát Thân Na xin được mời Sít Rạng Đông để băng nhá, để chờ Đại Đức Duy Niệm vào room để giảng. Nhà kính mời Sít Rạng Đông. Tầm cầu. Rồi La Hán đạo thì chấm dứt hữu tầm cầu. Và khi đó cũng chấm dứt luôn cái phạm hạnh tầm cầu, đạo tầm cầu. Nghe rất là kỳ đó ta, nghe kỳ không ta? Rất là kỳ, nghe rất là kỳ. Đó là một cách định nghĩa. Đó là cách định nghĩa, cách thứ hai. Đó là một cách thứ hai đó, trong cái gọi là đạo tầm cầu á, lại có hai trường hợp: cầu giải thoát với cái tà kiến ấy, thì ở vị sơ quả không còn nữa, và giải với kiến thì đến A Na Hàm cũng còn, chỉ La Hán mới hết vì đã đi đến đích, không còn gì để
Dạ, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tín Đại Đức Huy Niệm vừa quang lâm đạo tràng. Dạ, kính bạch Đại Đức Pháp Tín và Đại Đức Huy Niệm rung thì vắng người. Nhưng mà chúng con đã kể xong bài kinh Pháp Cú số 8-10. Nếu mà Đại Đức Huy Niệm đã ổn định là con xin được cung thỉnh Đại Đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ thay mặt cho Đại Đức Tăng bằng ý nghĩa duyên sự và từ vựng bài kinh Pháp Cú số 81. Xin đồng có thể phốt bài lên được không? Bài số 81. Mến chào đạo hữu Phan Quang Riêm vừa vào room và xin chào Xít Hoa Nguyệt vừa vào room. Xin rằng đồng có thể post bài được không ta? Xin rằng đồng có mặt không? Alo. Xin rằng không có. Dạ, Đại Đức Huy Niệm, không biết Đại Đức Huy Niệm ổn định chưa? Con xin được thay mặt đại chúng trong room kính cung thỉnh Đại Đức Huy Niệm ạ. Dạ rồi, kính bạch Đại Đức Pháp Tín Đại Đức Huy Niệm, con thấy hai Đại Đức đã vào room rồi nhưng mà thỉnh Đại Đức Pháp Huy Niệm không thấy Đại Đức Huy Niệm giơ tay. Mới Đại Đức Pháp Tín có chiếc máy không, là con xin điểm Đại Đức hai vị vị nào. Dạ, cảm ơn Xít Hoa Nguyệt chú ăn thì đợi 3 phút à. Dạ, thấy đây Đại Đức Huy Niệm phốt lên là quý vị hoan hỷ đợi 3 phút. Quý hoan hỷ đợi phút phải xích ra Rạng Đông. Xích Rạng Đông có thể để 3 phút được không? Xích Rạng Đông ơi. À thì 3 phút thì con phút chắc được. Thì 3 chắc. Brahmacharo kathipati sampati katanjaryanti varang aya jatha santittha sattapriyakha chati kathe setutham anukampi mang pachang sattama pering vinayam chakayang sutam japandang apitam chamang Ako tayanto chatu sakya dandang papo tanaye parisaya matye evang sahampati brahma bhagavantang ayajata tunni bhavatang putho karunye nasaya tanha padena mikadayang tato kato panjavakaya dayo naye amang paye sitamato Tato paputi samputo anuna tamma desanang Maka wasani dese si sattanang atasi takang tena satu ayo pante Dese tu tamma desanang Sapayita parisaya anukam pampi Kata awe Vô minh quả của nhân hành, cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma vây nắm chuyện gì. Vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thuyền bát nhã trái đi vớt người. Đưa qua chốn tốt tươi yên tình, bờ niết bàn chẳng dính trần ai, như đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan, phá vi trần
tâm khản rầm rộ, luật vi như đại cổ hoàng dương, kính như dây buộc trên rường, luận như mặt trống vẻ đường đế có hình rủi trống, giống của tan giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luống chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng. Chỗ hoa lành rải tảng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường. Chia cây rõ vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhầm lời những trang dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngời chân sang. Thuyết pháp độ các hạng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm trần như được nếm hương vị bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng trắng thối không mòn. Những điều lợi lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni. Tôi mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sáng Khả Giá, kính bạch chế đại đức tăng. Kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, dạ con vừa thỉnh pháp xong. Có lẽ giờ này để đức huy niệm đã ổn định, dạ con xin được thành kính cùng thỉnh đại đức huy niệm. Kính cung thỉnh đại đức ạ. Alo. Bây giờ quý vị đã nghe âm thanh rõ rồi, xin cảm ơn. Thành lễ để Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức chào quý vị Phật tử trong lớp học. Mới hồi chiều sư có được cái lời thông báo. Chuyển lời của Đại Đức Pháp Tính là có một số những người cư sĩ đã phát tâm làm phước tịnh tài đến sư trong cái khoảng thời gian sư chữa bệnh. Thì ở đây thưa quý vị, thì
sư cũng quý vị đã có cái sự thương tưởng đến sư nói riêng và chư tăng nói chung trong những cái lúc hữu sự bệnh hoạn. Thứ nhất là cô Sương Mai, cô Huệ Ngọc, nhóm của Huynh Quách Thanh Á Thành Nhân và cô Trần Ngọc Phương, cũng như cô và gia đình Phật tử Phan Văn Liêm đã có cái sự giúp đỡ hộ độ cho sư trong những lúc cần thiết thời gian qua. Và bây giờ thì cũng mong rằng do bởi cái sự phát tâm trong sạch của quý vị, nó sẽ là cái phước để mà hộ trì cho quý vị sau này trên cái bước đường luân hồi sẽ thành tựu được khỏe an lạc, cũng như có được những cái chỉ có được cái sức mạnh của thân thể cường tráng để mà tu tập, mà có thêm của nội tâm, nhất là có đầy đủ được năm căn năm lực để hướng đến cái sự giải thoát. Mong cho quý vị thành tựu được cái phước báo đó. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học cái kệ ngôn pháp cú số 81. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ ân đức Tam Bảo, sau đó mình sẽ đi vào trong bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ đức bậc ứng cúng. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, kệ ngôn pháp cú số 81 này, ở đây Đức Phật này đã giảng như sau. Sê lô dạ tha e cá gá nô qua nát sạ mi rá tí e quang nín đa bá sang sa sú nát sạ mi chân tí bần đi tà. Lần thứ nhì. Sê lô dạ tha e cá gá nô qua tê nát nát sạ mi rá tí e quang nín đa bá sang sa sú nát sạ mi chân tí bần đi tà. Lần cuối cùng. Sê lô dạ tha e cá gá nô qua tê nát nát sạ mi rá tí e quang nín đa bá sang sa sú nã sa minh chân tí bần đi ta. Đầu tiên ở đây chúng ta có đoạn sê lô dạ tha e cá gá nô qua tê nã sa qua tê nã nã sa mi ra tí. Trong đoạn này chúng ta có danh từ nam tánh sê lá, có nghĩa là tảng đá ở theo chủ cách số ít. Trong đoạn văn này là sê lô, sê là tảng đá. Giá tha đó là một trạng từ quan hệ. Giá tha có nghĩa là ví như hay là giống như. Chúng ta có tính từ là gá nát. Đây là một tính từ nam tánh được chia theo chủ cách số ít và có ghép chung với từ e cá. Tính từ gá nát có nghĩa là kiên cố hay là cứng rắn.
Danh từ nam tánh hoa tá ở đây được chia theo sử dụng cách số ít, cho nên trở thành là hoa tê ná. Hoa tá có nghĩa là gió, gió, cơn gió đó thưa quý vị. Hoa tê ná có nghĩa là bởi gió, bởi gió. Trong đoạn này chúng ta có động từ cuối cùng ở đây là samirati. Động từ này ở thì hiện tại ngôi thứ ba số ít. Gồm có tiếp đầu ngữ sang và căn y. Sang có nghĩa là hoàn toàn. Và y có nghĩa là dao động. Samirati ý có nghĩa là dao động, dao động. Như vậy thì đoạn đầu tiên chúng ta có là selo yatha ekagano wate na na samirati. Ví như tảng đá không có dao động bởi gió, không có lay chuyển bởi gió. Đoạn thứ hai chúng ta có là e ninda pasang sa su na samin chanti bandita. Đoạn từ cũng vậy, cũng vậy. Ninda pasang sa su đây nhóm từ. Nhóm từ này gồm có hai danh từ. Danh từ thứ nhất là nindana. Nindana có nghĩa là sự chê bai. Và danh từ thứ hai cũng là danh từ trung tánh. Sa. Pasansa có nghĩa là lời khen, sự khen ngợi. Như vậy thì Ninda Pasangsa Su do bởi được chia theo định sở cách số nhiều, cho nên ở đây có nghĩa là khen chê, giữa những sự khen chê. Cuối cùng chúng ta có động từ Samin Chanti. Thì động từ này cũng gồm có tiếp đầu ngữ sang và căn in. Samin chân tí có nghĩa là dao động, dao động. Rồi. Như vậy thì e quang ninda pasang sa su Nasamin chân tí bandita. Tương tự như vậy, bậc trí không có giữa lời khen chê. Thưa quý vị, như thế thì toàn bộ kệ ngôn pháp cú là selo yatha ekagano wate na na samirati ekwang ninda pasang sa su chân tí bandita. Cũng ví như là tảng đá cứng rắn vững chắc không có bị lay chuyển bởi gió. Cũng vậy không có bị dao động giữa khen chê. Ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch theo kệ ngôn như thế này. Như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy giữa khen chê. Người trí đó là phần từ vựng của kệ pháp cú số 81 mà hôm nay chúng ta học. Như vậy thì chúng ta đã xong phần đầu tiên của bài học. Bây giờ thì tiếp theo đó là phần duyên sự xuất khởi của kệ ngôn này.
Duyên sự của kệ ngôn này nói về một vị đại đức tên là Lakuntaka Phatiya. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngự tại Chetavana, đã đề cập đến vị đại đức Phatiya. Vị này có một cái tướng hảo không có được tốt, tức là người cái thân của vị ấy rất là lùn, không có được cao ráo. Cho nên đối với trường hợp vị ấy khi sống ở trong đại đức, trường hợp của đại đức Phatiya khi ngài sống ở trong tăng chúng, thưa quý vị, thì giờ các vị sa di cũng như các vị phàm tăng khác, các vị tỳ kheo tăng phàm á, gặp vị ấy thì hay có cái sự chọc ghẹo bằng cách rờ đầu rồi sờ vào mũi và những phần trên thân thể, tỏ cái ý trêu đùa đối với vị ấy, bởi vì thấy vị ấy có cái tướng hảo rất là nhỏ con, lùn. Tuy nhiên đối với trường hợp của vị đại đức Phatiya, mặc dù bị trêu ghẹo như vậy nhưng mà ngài vẫn không có cái sự chống đối, bất mãn, mà vẫn rất là bình thản, và không có cái sự bất mãn ở trong giáo pháp này. Vị ấy vẫn rất là thỏa thích và sống trong tăng chúng một cách rất là thoải mái, vô tư, mặc dù những cái sự trêu ghẹo nó đến đối với ngài. Lúc bây giờ thì Chư Tăng cũng có bàn tán về cái sự việc trong cái trường hợp của ngài đại đức Phatiya, mặc dù sống ở thường xuyên bị chọc ghẹo như vậy nhưng mà ngài không có những phản ứng một cách giận hờn hay là tỏ vẻ bất mãn đối đồng phẩm. Sự việc này được Đức Thế Tôn ngài đã biết đến, và do cớ đó Đức Thế Tôn ngài hỏi các vị tỳ khưu đang có bàn luận về cái vấn đề gì. Sau khi đã được hỏi thì các vị tỳ khưu mới trình bày lại cái sự việc là đại đức Phatiya sống trong hội có cái tướng hảo không có được cao ráo, người lùn, vị phàm tăng cũng như các vị sa di thường xuyên có những cái hành vi trêu đùa đối với vị ấy. Tuy nhiên trong trường hợp như vậy thì ngài không có bị cảm dục, không có bất mãn, cũng như không có những cái sự trả treo đối với các bạn đồng phạm mạnh. Đây cũng là một cái điều mà để Chư Tăng bàn tán, không biết rằng đối với tâm tư của đại đức Phatiya nghĩ như thế nào. Thì sau khi đã nghe Chư Tăng trả lời như vậy thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận, đúng vậy này Chư Tỳ Khưu, các bậc lậu tận thì không bao giờ nóng nảy hay giận hờn giống như những tảng đá vững chắc đặt ruột, nằm yên không có bị lay động. Sau khi đã nói lên ý nghĩa xác nhận về trường hợp của đại đức Phatiya thì bậc đạo sư ngài mới thuyết lên kệ ngôn pháp cú số 81 mà hôm nay chúng ta học. Selo yatha ekagano vate na na samirati e quang ninda pasang sa su na sa min chan ti bandita. Gió thổi chẳng bạc đi trí giả, tâm không động mặc thị phi. Đó là ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật ngài đã nói đến gặp của ngài Đức Phatiya. Thì sau khi nói chấm dứt kệ ngôn
thì cũng có nhiều vị tỳ khưu nghe được và thành tựu được sự lợi ích, cũng như đắc được thánh đạo và thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hoàng rất là nhiều. Đây là cái phần duyên sự của kệ ngôn pháp cú, thưa quý vị. Ở trong phần duyên sự này, có hai vấn đề, có hai sự việc mà sư sẽ đề cập cho chúng ta ở đây. Sự việc thứ nhất đó chính là chúng ta đừng bao giờ thấy cái dáng vẻ của một người ở bên ngoài mà mình cho rằng con người của họ theo như không có được tốt đẹp theo như cái ý. Đây là một chuyện mà có nói rằng ở trong cuộc sống của mình thì chúng ta gặp rất là nhiều, kể cả trong hội chúng tu tập, thưa quý vị. Có những cái trường hợp các vị tỳ khưu không có tướng hảo tốt đẹp, không có tướng hảo tốt đẹp, hoặc là không có những cái sở đắc gì đó đặc biệt, chẳng hạn như có trí tuệ phân tích, hoặc là làm những cái công việc mang cái trọng trách quan trọng ở trong hội chúng, mà từ đó chúng ta nhìn vào những vị không có những cái sở đắc đặc biệt như vậy, lại thêm những tướng không có được tốt đẹp, không có được tình cho lắm, mà chúng ta hay có những cái sự dễ ngươi, dễ ngươi khinh suất, cho rằng không thấy những cái biểu những cái biểu hiện gì đặc biệt từ nơi những vị này. Thưa quý vị, đây là một trường hợp mà có thể nói rằng phàm phu ưa bị vướng phải. Chúng ta cần phải chấn chỉnh cái tư tưởng nếu như mà mình gặp những cái trường hợp như thế này. Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật ở ngoài đời. Câu chuyện này sư nghe từ thầy Tế Độ sư kể, nhưng mà nó là một cái câu chuyện có thật. Thông thường trong chúng ta hay như bị bắt mắt bởi những cái hào nhoáng ở bên ngoài. Tuy nhiên chúng ta có những cái trường hợp, có những người người ta gì nhìn không có được chói sáng, hoặc là không có bắt mắt, hoặc không có dáng vẻ của những người coi như là cao sang, nhưng mà thực chất những người đó tính rất là tốt, tốt bụng, giúp đỡ người, hoặc những người đó là những người người ta có tài sản, nhưng mà do cái đức tính khiêm tốn người ta không có khoe khoang. Nhưng mà ngược lại mình nhìn những trường hợp đó, chúng ta nhìn thế thì chúng ta cho là những người này là những người nghèo khó, không có cái gì cả. Từ đó mình hay khinh thường, chẳng hạn như là mình cho người này chắc chả có tài cán gì, nhìn thấy cái hình tướng bên ngoài là biết rồi chẳng hạn, vân vân. Thành thật mà nói thì theo cái ý nghĩa tuyệt đối thì không hẳn lúc nào cũng. Tuy nhiên thành thực mà nói, có những cái trường hợp phải nói rằng cái tướng hảo bên ngoài nó cũng nói lên một cái gì đó, một cái gì đó về phước báu của vị ấy, chứ không phải là hoàn toàn không phải. Tuy nhiên mình lại cho rằng lúc nào cũng như vậy.
mà bỏ sót một cái trường hợp, bỏ sót một cái trường hợp. Chúng ta phải nên nhớ rằng nếu mà phân theo bốn cái hình thức mà ở trong kinh hay đề cập thì chúng ta sẽ hiểu được mình bị bỏ sót ở trong cái trường hợp nào. Có những con người cái hình thức bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài nhìn nó khó coi lắm, và bản chất của người đó thật sự cũng chả ra gì, đó phải thực là người chả có tài cán và chả có tài sản gì. Nói chung là từ ngoài cho đến bên trong đều thiếu sót. Đây là cái trường hợp tệ nhất. Nó có một cái trường hợp thứ hai, đó chính là có những con người ấy, tuy nhiên người ta được cái hình tướng bên ngoài thôi, hào nhoáng dễ coi, nhưng mà ngược lại á, bản chất ở bên trong có nhiều những cái thói xấu, hoặc là người đó thật ra cũng chả có tài cán gì, chỉ được cái hào nhoáng. Đây là cái trường hợp thứ hai. Có cái trường hợp thứ ba nữa, thưa quý vị. Trường hợp thứ ba đó là có những con người á, người ta bên ngoài không có dễ coi, không có tốt đẹp, nhìn nói chung là nó nhìn là oải rồi đó, nhìn là oải, khởi lên cái sự khả ái khả hỷ. Tuy nhiên người ta lại được cái khác, người ta lại được cái bản tính hiền thiện tốt đẹp, thậm chí là người ta có những cái biệt tài, biệt tài nào đó. Đây là cái trường hợp thứ ba. Và cái trường hợp thứ tư thì tốt đẹp cả hai, thưa quý vị. Từ trong ra ngoài cái gì cũng ok cả. Chẳng hạn như cái trường hợp tu tập á, như là ngài Ananda chẳng hạn, ngài Ananda hoặc là ngài Anuruddha vân vân. Đây là những trường hợp có cái hình thức bên ngoài tăng tướng, nhìn rất là dễ nhìn. Ngài như trường hợp của ngài Ananda, đúng quý vị, ngài rất là đẹp. Và Đức Phật ngài biết được cái ngài vừa đẹp mà ngài vừa có biệt tài nữa, ngài vừa có biệt tài nữa. Nói chung là nằm trong cái trường hợp cái người thứ tư. Vừa có phước về tướng mà vừa có tài hoa nữa. Cái sở biệt. Đến nỗi Đức Thế Tôn ngài phải dặn ngài Ananda rằng khi tiếp xúc với người nữ là phải cẩn thận. Nếu như không có chuyện gì thì đừng có đến gần. Nếu như có chuyện gì đến gần thì cũng đừng có nên ngước. Phải dặn kỹ như vậy. Bởi vì trong hội chúng, thưa quý vị, ngài Ananda ngài giữ một cái trách nhiệm nó rất là quan trọng. Đó chính là mà những ai mà cần diện kiến bậc đạo sư đó, thì phải thông qua ngài dẫn vào, ngài dẫn vào. Cho nên ni giới đó, thưa quý vị, ni giới đó, thật ra phải nói là rất là thần tượng. Những người nữ rất là thần tượng ngài Ananda, rất là ưu. Bởi vì thông qua cái sự sắp xếp của ngài mà người nữ đã được xuất gia trong giáo pháp, và cũng như được dẫn dắt vào diện kiến để mà được nghe pháp, thăm viếng bậc đạo sư thông qua ngài Ananda. Đây là một cái trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư trong bốn trường hợp đó, chúng ta thấy rằng nó có cái trường hợp thứ ba mà chúng ta ưa bị bỏ sót trong cái tình huống này. Tức là có những người tuy cái tướng hảo của họ không có dễ nhìn, họ không có dễ nhìn, nhưng mà chúng ta đừng có dễ người. Bởi vì mình không biết rằng về những mặt khác khi mình không bằng các, chẳng qua do vì một cái nghiệp lực nào đó nó chi phối trong cái kiếp đó mà phải có vậy. Nhưng mà về mặt tâm lực chẳng hạn,
đâu sánh bằng sánh à, đâu sánh bằng. Cho nên chính vì vậy cái sự việc này không phải ở ngoài không thôi đâu, mà kể cả trong cái đời sống tu tập cũng vậy nữa. Cái đời sống tu tập các vị phàm tăng, thưa quý vị, không có cái sự thấu đáo, thường hay có đôi khi cũng có một cái chút chảnh mãn do bản chất của phàm phu cho nên có cái mạo phạm đến những cái đối tượng không nên mạo phạm đến. Bởi vì thưa quý vị, có một số những cái trường hợp chúng ta không biết là những đối tượng đó là như thế nào. Nếu như mà mình có lỡ mạo phạm, chọc ghẹo hoặc là trêu đùa đến loài thú hay là phàm phu thì nó còn đỡ. Còn cái trường hợp mà mình ở chót dại mình trêu ghẹo ngay chúng những cái đối tượng không nên chạm đến, chẳng hạn như là những bậc thánh hữu học hoặc là bậc vô lậu, quả nó rất là thập tệ cho mình sau này, thưa quý vị. Cho nên đừng bao giờ mà mình nhìn cái hình tướng bên ngoài. Sư kể cho quý vị, hồi nãy sư nói đến cái câu chuyện, sư kể một cái câu chuyện vui như thế này thôi, nhưng mà nó có thật. Là hồi xưa có một cái trường hợp, những người mà người ta có nhiều đất đai dưới quê, thưa quý vị. Thì cái ông đó, ông bán đất đai ở dưới quê rất là nhiều. Cho nên ông có ý là đi lên thành phố Hồ Chí Minh á, để mà ông mua cho cháu của ông trong gia tộc á, mỗi người một chiếc xe máy, ông xách cái vỏ đệm vậy đó, thưa quý vị, cái vỏ mà đang bằng cói á, cái vỏ đang bằng cói đó, rồi mặc cái bộ đồ bà ba, cái khăn sọc caro ở trên đầu coi như là rất là đầy chất của người miền quê. Khi mà ông đi đến những cái khu vực mà chuyên mua bán xe đó, thưa quý vị, thì cái người của mình mà mình nhìn thấy khách đó, thì mình phải thấy là đóng thùng nè, đi xe đời mới nè, hay là xài điện thoại móc ra móc vô nè, rồi tóc phải chải láng bóng rồi này nọ. Lúc bây giờ mình mới ra một tiếp niềm nở, mình cho những người này mới là có tiền. Nhưng mà nhìn thấy cái ông cụ già mà đi lụm khụm mà xách cái vỏ cói mà đi xe ôm á, thưa quý vị, thì người ta có vẻ giống như là người ta không có đón tiếp niềm nở. Thì cái tiệm đó, thưa quý vị, đến tiệm đó thì cái tiệm đó giống như là hất hủi, cho rằng là mới chưa có mua buôn bán gì hết, rồi tới đây tiền bạc đâu mà hỏi gì đâu, mua lần 5-7 chiếc xe khinh thường. Thế rồi ông già ông vẫn im lặng, ông đi qua tiệm kế bên. Ông biết sao cái tiệm kế bên á lại đón tiếp. Và cuối cùng ông mua một lần 7 chiếc xe từ trong cái tiệm đó ra. Cái người kế bên á, thưa quý vị, người kế bên nó chết đứng người. Thì cái câu chuyện này sư nghe từ thầy Đỗ. Bài học là đừng nhìn thấy những người mà người ta lam lũ, người ta đơn giản, người ta không có cái hào nhoáng bên ngoài, mà mình cho rằng người ta như thế này như thế kia theo những cái ý của mình. Thật ra nó sai bét hết, sai bét hết. Đôi nó đúng một vài trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy. Đó. Cho nên đây là một cái, cũng là một cái bài học, cũng là một cái bài học để cho chúng ta rút kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống đời thường của mình, và kể cả trong cái việc tu tập, thưa quý vị. Mình đừng có bỏ sót bất cứ trường hợp. Đôi khi người ta thiếu mặt này nhưng mà người ta lại có được những cái điểm khác mà mình không bằng được học. Có thêm một cái vấn đề thứ hai nữa mà nó quan đến sự việc, nó cũng có liên quan đến một chút xíu.
nhưng mà đi đến trở thành một vị tỳ khưu trong gia này, thưa quý vị. Nói dễ là do bởi mình có đầy đủ những điều kiện, mình gặp đầy đủ những điều kiện thì mình cho là dễ, nhưng mà thật ra không phải là hữu duyên để mà được xuất gia ở trong giáo pháp này. Tại sao lại như vậy? Quý vị có biết rằng trong luật tạng Đức Phật Ngài quy cũng không ít những cái nguyên nhân mà không có tặng cái người thiện nam tử đó cho tu trở thành một vị tỳ kheo. Chẳng hạn như người giết mẹ. Chẳng hạn như bây giờ ai mà phạm như giết cha giết mẹ chẳng hạn, như túy đá hay là như thế này như thế kia, thì đã sát hại bà mẹ của mình, thì theo như luật quy định thì đối tượng đó không có cho xuất gia, không có cho xuất gia. Nếu như mà không biết á, ông này phát hiện ra cái trường hợp đệ tội thì trục xuất ra luôn, trục xuất ra, không cho tu nữa, đuổi ra khỏi tăng chúng, không có tiếp nhận. Có những cái nghiêm trọng đó, nó có cái trường hợp mà Đức Phật Ngài dạy rằng vị thầy hòa thượng tới độ không có nên cho tu, không có nên cho xuất gia. Thì trong những cái trường hợp đó, những cái trường hợp nhỏ nhặt đó là có đề cập đến vô số những cái yếu tố khiếm khuyết về thân thể. Chẳng hạn như là bị cụt tay nè, cụt chân nè, vân vân. Rồi trong số đó nó có cái là người lùn nữa, thưa quý vị. Người lùn nữa. Lùn ở đây theo như ở trong chánh tạng á thì không có để cái là lùn bao nhiêu thì không được xuất gia. Nó nằm ở trong cái phần chú giải. Nhưng mà theo như trường hợp mà này sư nhận định á, thì theo như cái sự suy nghĩ của sư á, thì cái trường hợp ám đến hợp người lùn tịt không có nên cho xuất gia, thì muốn nói đến những cái trường hợp giống như những người mà đúng ra là ở tuổi trưởng nhưng mà nó giống như là những cái bị những cái chứng bệnh do người tí hon đó, thưa quý vị, người tí hon lùn mà lùn quá mức, thì cái trường hợp đó là không cho xuất gia. Đó, cái nguyên nhân thì mỗi trường hợp là đều cái nguyên nhân nào đó mà Đức Phật Ngài quy định. Thì trong số cái trường hợp mà bị khiếm khuyết thân thể là do bởi nó nguyên nhân bởi là muốn gìn giữ cái tăng tướng, muốn gìn giữ cái tăng tướng của chư tỳ khưu ở trong tăng đoàn. Cho nên nếu mà nói theo một cái hình thức nào đó, chọn tu tỳ khưu cũng phải coi như là qua cái quá trình kiểm tra về mọi mặt, kể cả về hình tướng đầy đủ các chi, rồi đẹp trai. Nói đẹp trai thì hơi quá, có nghĩa là cũng nhìn chút, vân vân. Và cũng như lý lịch về nghiệp lực trong sạch, chẳng hạn như là không có ngoài đời là không có phạm pháp, rồi không có thiếu nợ, không có phạm những cái tội coi như là trời đánh thánh đâm, chẳng hạn như là giết cha, vân vân. Hội đủ những cái điều kiện như vậy theo luật tạng đó thì mới được xuất gia ở trong giáo pháp này. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn trở thành một vị tỳ khưu á, chứ quý vị, cũng không hề đơn giản đâu, cũng không hề đơn giản đâu. Nếu
theo một cái cách khác đó, xét về lý lịch cũng như lý lịch về nghiệp lực á, và cũng như về thân thể nó còn khó hơn cả đi xét duyệt nghĩa vụ quân, nếu mà xét theo đúng theo luật đạo. Cho nên ở trong cái câu chuyện này, thưa quý vị, tức là nó có một số tình huống đó, tại sao đó, vẫn có những vị tỳ khưu lùn. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng cái thời kỳ mà có những cái trường hợp sự việc nó xảy ra, lúc đó Đức Phật Ngài chưa có quy định điều học. Ngài chưa có quy định điều học. Cho nên có những cái trường hợp như vậy đó, thưa quý vị. Là đây là vấn đề thứ hai, nói liên luật đạo. Cái trường hợp của vị này chưa có quy định, chưa có quy định về điều học. Thì một khi mà điều học đã được ban hành, Đức Thế Tôn không còn tại thế, và cũng như những cái thời kỳ đầu của giáo pháp đó, thưa quý vị, thì các ngài giáo thọ sư cũng như các ngài luật sư có cái sự vượt rào, không ai có cái sự vượt rào. Rồi đây là vấn đề thứ hai. Bây giờ chúng ta cũng luôn cũng vừa phải. Thưa quý vị, cú này Đức nói đến một cái trạng thái tâm của một bậc đã hết phiền não. Cho nên chính vì vậy mà đứng trước những cái sự giữa khen chê, buồn vui hay là được mất vân vân, thì không hề có cái sự rung chuyển, không hề có cái sự rung chuyển. Chúng sống ở trong sanh tử luân hồi này, thưa quý vị, chúng ta sống ở trong vòng sanh tử luân hồi, thì chúng ta bị khi mà mình còn phiền não á, luôn luôn mình bị tác động bởi tám pháp này được xem như là tám pháp thế gian. Khi mà mình được lại, khi mà mất lại thì mình bực, mình khó chịu. Khi mà mình được danh tiếng á, thì mình thích thú, mình tự hào, mình lên mặt. Khi mà mình bị mất đi danh tiếng thì lúc đó mình chui rút. Khi mà mình được khen á, thì lúc đó mình hân hoan, mình phấn khởi. Mà khi mà mình bị chê bai đó, thì lúc đó mình buồn rầu, ủ rũ. Khi mà mình được hạnh phúc á, thì mình thích thú, mình dính mắt, mình đam mê, mình thỏa chí ở trong đó. Và khi mà nếm trái đắng, than vãn. Cái tâm tư của phàm phu mình đó, nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hay nói một cách khác á, là chúng ta luôn bị vướng vào trong tham. Trong tâm tham có tâm si, sân cũng vậy. Cho nên chính vì thế tu tập của mình đã thu quyết đầu lái cái con thuyền của chính mình, làm sao để cho mà cho nó được khéo léo hai cái cực đoan này.
chính là cái con. Trên thực tế thì lộ này chúng ta tu tập rất là dễ, không phải là chiều tránh khỏi được cái sự của những được hạnh phúc và đau khổ. Thưa quý vị, lúc mà mình lạc thọ khi mà mình được cái gì lúc bây giờ nội tâm của mình khó mà mình cái thái, và khi mà mình đau khổ buồn rầu hoặc là ủ rũ héo sao. Hồi đó sư hay có chơi trò chơi như thế này, thưa quý vị, sư hay có chơi một cái trò chơi như thế này, nó chẳng qua nó là mình nó thấy cái trường hợp mà mình muốn mình test cái tập của những người bạn đồng phạm hạnh của mình thôi. Có đôi khi và những vị đại đức đã từng ở chung với nhau cũng có khi mà mình giao tiếp có cái ý muốn muốn thử xem cái phản ứng của nội tâm của các vị như thế nào. Nó có cái trường hợp này nữa, thưa quý vị, thử xem như nào. Nhưng mà mình làm mặt tỉnh y nói mình y như thật vậy đó, chứ mình đừng để cho người ta phụ nó sẽ không có ra cái thực tánh thật của pháp vị ấy. Chẳng hạn như khi mà đó là cái gì, giờ mình có những lời nói lọt lỗ, hoặc là mình sống gần đó, thưa quý vị, mình sống gần mình hiểu nhau, quan sát mình biết là gì, hoặc là thích uống cái gì, hoặc là thích những món đồ như thế nào, vi của một vị sa môn. Rồi bây giờ đáp ứng thử, mình cứ đáp ứng thử. Thì thưa quý vị, cũng vừa quan sát chuyện đó, nếu mà giữ được thì nó sẽ lòi ra để lòi ra, nó có cái sự vị ấy sẽ đối với những cái thứ mà mình đem như là nó vừa lòng, nó vừa lòng. Bây giờ nó gọi ra pháp rồi. Hồi đó sư đã từng ăn sư vậy. Đối với sư rồi có một lần là sư biết sư có một cái cái khả năng chịu đau á, thưa quý vị, rất là kép. Nhẹ tham nhận nổi đập cạo gió, bởi vì sư biết được đó là sư phụ sư không có chịu, cho dù cạo nhẹ nữa ông cũng rất là đau, không biết. Nhìn nhận đó thì cái cảm thọ đó thật ra mình có giữ được thái độ nào, nhưng mà không biết làm sao nó lại như vậy. Nó rất đề mà đụng vốn hay gì
là ông dễ dễ nhảy lên này, nhảy lên lắm. Thì con là sư mới nói, thì nói đâu bây giờ phụ thử chánh niệm cái. Bây giờ con thử nếu như con như thế nào là nó bung càng, nó không còn chịu nổi nữa mà nó trở thành khó chịu. Mà phải nó đến mình giữ được cái thái độ quân bình cũng giữa được mất hạnh phúc và đau khổ, nó ở một cái môn mình. Lúc bây giờ nhiên pháp thiệt nó sẽ sanh lên ngay lập. À, chúng ta tu tập á, là mình cũng phải biết được cái giới hạn của chính mình, chứ đừng bao giờ mà mình như là xem là coi như là thiện pháp rồi này như thế nào đồ vân vân. Thật ra tu tập bao nhiêu, nhưng mà tùy theo mỗi người, cái năng lực thiện pháp của mỗi người nó sẽ đến một cái sức chịu đựng đối với nghịch cảnh. Cảnh thì cái đến cái mức chịu đựng rất là cao. À, rất chẳng hạn như vị đó có thể ly dục nhiếp phục đường của mình giữa như mình yêu thích ở một cái mức độ rất là cao độ, thì đó mình xả ly. Hoặc làm vị đó những cái sự đau đớn ở mức độ. Một cái câu chuyện đó là có một vị thiền sư bị nứt, khi mà vị đó phải viện để mà mổ đó, thì làm cái thuốc mê. Nhưng mà trong cái trường hợp vị đó yêu cầu là từ hồi tôi không có muốn và luôn có để cho tâm của mình nó không có, nói chung chối từ đối thái là tâm rơi vào cái tình trạng gọi là khách. Cho nên quý vị cứ làm khỏi cần phải. Thưa quý vị, lần cuộc giải phẫu rất bình thường. Về không có chuyện gì xảy ra hết. Hay đặc. Điều này là do cái công hạnh tu tập của vị ấy. Sao thưa quý vị ấy có khả năng chịu được. Của mình nó ở cái mức nào đó đau quá không chịu nổi, là lúc bây giờ là bung cái sự duy trì của pháp thiện, của chánh niệm tỉnh giác của mình nó không có thể nào mà chịu đựng được. Cho nên việc tu tập của mình từ cái giác, phải nói để đạt được cái sự bất như là tảng đá, dù cho người ta có vứt bất cứ gì, gửi có khen hay có này có nọ, để đạt được cái sự bất đồng một cái nhiêu khe, rất là nhiêu khe, và đòi hỏi rất nhiều cái sự cố gắng cũng như trí tuệ, việc thực hành để mà tu tập. À, ở trong trường hợp này, đối với cái hình thức của ngài quý vị, tuy nhiên thì các tỳ kheo nghĩ rằng năm quý vị này chắc cũng chả có sở chứng gì đâu, tuy nhiên khi mà đã chạm vào thân nè, rồi dùng những cái lời lẽ chọc ghẹo, không có những cái phản ứng tiêu cực của tí xí của tham sân, và điều này đức
một bậc lậu tận. Tâm đã bị đã đủ rồi, đã bất động, đã thành tựu rồi, cho nên không có còn bị lay động giữa các pháp, nhất là dục và đau khổ vân vân. Ý nghĩa của môn pháp cứu thì là phúc